Xô xát giữa người Palestine và cảnh sát Do Thái ở Jerusalem. Tin từ Jerusalem, cảnh sát Do Thái đã xô xát với người Palestine ở đông Jerusalem trong sáng ngày hôm nay sau khi một người phụ nữ bị bắt và bị truy tố đã muốn đâm chết một cảnh sát biên phòng Do Thái. Đám đông đã tập trung sau khi người phụ nữ bị bắt đưa tới bạo động. Ít nhất đã có thêm hai người Palestine bị bắt tại nhà bưu điện nằm gần 100 cảnh sát. Một khán giả của đài Reuters đã thu hình một cảnh sát và một người đàn ông đã đánh nhau trước khi người đàn ông Palestine bỏ chạy. Cảnh sát cũng đã bắt thêm hai người phụ nữ gần nhà bưu điện đông Jerusalem.